Đặng ơi, ốc xám thôi. Đồ gốc đây. Đồ gốc. Các bạn ơi, lưới xám đây hay là lưới bào đây mà xám gặp cả tàu đây. Đây đây, đi đi đây. Anh ơi, mày nó sạch cháu ơi. Đi đây đồ gốc. Xám vào kìa. Xám đây tao luôn. Đéo chú Thùy. Quả xám đó toàn là đàn ba lô sống là nuôi trổ con chết cho các bạn. Cái báo mà được hơn cả lời xám rồi. Ốc còn lớn các bạn. Thằng đi khỏe dữ dại. Xám miếng đáy là rẻ hơn. Lại chứ hơn tắm thôi. Tầm rưỡi tiêu hơn tầm rưỡi tiêu hết thôi. Mình có đá mới là bằng cũ. Có mấy con đi cô này đồ mốc ư. Bay. Có mấy con rồi tôi đây. Có bà một phải chỗ thôi. Con còn một sống phả mà. Một vắng xám luôn. Đây không? Còn đi. Xám có 50.000 đô thôi các bạn ơi. Con ní là tới bơ rồi. Đó là quẳng bao chọc cái là hết phim luôn, con xám cấy nó không phải mẹ ơi. Không phải bao thông trá vào đó con chết mẹ chọc ý khỏi cho hoa. Rồi vật xỉ biểu xám sống có mấy con tù đi làm mấy luôn cái xám ơi anh là anh mày đang có cam xỉ xám đang có chòe xám luôn đó các bạn là mơ đấy xám mà bóng luôn. Và cho tụi ông Thùy quẳng xám nguy hiểm mới thôi. Có 2.000 đôi thôi. Xin bãi bốc bãi chưa hết bày. Bạn Thùy đang nóng dần. Bạn Thùy đang không ưng ý. Đấy, sách cho là Thùy thôi, có chú Thùy khóc như. Quả đây đờ. Ôi ôi, mẹ đồ vào xuống hâm rồi, từ cái rồi. Mấy tầm bạc. Chứ có cái thả đầu sau. Là chế rồi, xám nhiều quá đó. Bể không bể, bể không hâm đi không bể. Mình chưa tính là không. Chết cho bão bụng bể không phải dữ rồi. Lô, chưa mua. Bể không hâm sống cả cá chết còn không mua. Đặt máy đi tờ. Đấy mà quẩn chứ có. Quẩn có xí còn xám đấy, nó quẩn không tơi. Có xí còn xám đấy, nó quẩn. Để anh lái thôi, để... Đã hết chưa? Hết chưa? Còn gì? Xin cho mà. Nó chạy con lướt lên vậy đây. Nó không thể sống được. Đây đây đây. Còn khéo chế chứ, quả quảng xám mà chọc vào cái bả chục nguyên đá mấy tầm nghi đồ xám ơi. Bỏ nhà nhà tí gì. Quả chơi ra không là. Mà dưới nãy là chơi hết. Cả xám nó đặt mấy bộ mà chơi. Nãy giờ phải 450 khỏe là chịt cả. Ê, cho ta tắm con xám mà biểu chơi. Xám rẻ thôi chú Dũng ơi, xám có 20.000 rồi. Không nhầm lại. Chú ảnh số lấy 10 quả. Chú xám ơi chú Dũng. Bảo quá là vừa cả đi xám luôn ơi. Nhiều không? Chưa rửa xám không? Chưa rửa xám không? Mua qua con nào? Mua qua con sập đực thôi. Đừng qua sập đực. Đấy là cái loại xám đó. kiểu riêng lá thôi. Có một sống sống vậy là mãi mới ra. Thì dạng mà chơi được tơi. Làm chưa? Về đi chi thấy đấy tỏi nó kìa. Wow wow. Ha ha. Cậu thấy bay đâu. Và còn được quay. Xám cậu mà sạch của đàn cậu đi rồi. Cậu cốc luôn. Ha ha. Hai cậu ơi. Nó toàn bao đưa. Ồ, hết. Đi